Đây là ba mẫu loa mới của Bang & Olufsen, Biolat 17, Biolat 18 và Biolat 19. Tất cả chúng đều tuân thủ tiêu chuẩn WISA. Không có nhiều dây cáp phức tạp, trên mỗi mẫu loa này chỉ có một đầu dây duy nhất để cắm vào nguồn điện. WISA là viết tắt của cụm từ Wireless Speaker and Audio, có nghĩa là giao thức truyền tín hiệu đa kênh không dây. Hãng Bang & Olufsen đã mất từ 3 đến 4 năm để nghiên cứu và tích hợp chuẩn WISA vào trong các thiết bị âm thanh của mình. Chúng ta có thể thấy loa Biolat 17, Biolat 18 và Biolat 19 đang kết nối với nhau và kết nối với TV bằng tín hiệu WISA. Tất nhiên vì đây là một chiếc TV cũng của hãng Bang & Olufsen nên nó đã được tích hợp chuẩn WISA. Kết nối không dây WISA có kết nối băng tần lớn lên đến 5,2 đến 5,8 GHz, thường được sử dụng trong quân đội thôi. Trong khi đó thì sóng Wi-Fi bình thường chỉ có băng tần 2,4 GHz. Với băng tần lớn như vậy, chất lượng truyền tín hiệu âm thanh mang lại hiệu quả rất lớn, cao gấp 50% so với tín hiệu Wi-Fi. Theo đánh giá của nhiều tín đồ âm nhạc, thì tín hiệu âm nhạc truyền qua chuẩn không dây có thể đạt đến độ 1910 so với hệ thống loa được kết nối bằng dây dẫn. Tuy nhiên hiện tại, chuẩn WISA chưa được nhiều hãng công nghệ sử dụng. Vì vậy, nếu muốn sử dụng Biolat 17, Biolat 18, Biolat 19, người dùng sẽ phải mua thêm một chiếc TV của hãng B&O, cũng tích hợp chuẩn WISA để tất cả chúng có thể tương thích và kết nối được với nhau. Trong trường hợp TV không thuộc hãng B&O mà là một hãng khác như Sony, Samsung hay LG, thì người dùng sẽ phải mua thêm một bộ chuyển đổi như thế này để có thể sử dụng chuẩn WISA. Giá của nó khoảng 17 triệu đồng, một khoản tiền không nhỏ. Đó là chưa kể tổng giá của ba mẫu loa không dây mới này lên đến khoảng 400 triệu đồng. Một cuộc chơi âm thanh và công nghệ đầy đắt đỏ và tốn kém. Lợi của hệ thống loa mà B&O hôm nay giới thiệu là sự tiện lợi vì nó không phải sử dụng dây nhựa để kết nối giữa các hệ thống loa với nhau. Và nếu mà loa đi cùng hệ thống thì các loa có thể tự tìm và kết nối với nhau, không cần người dùng phải tự thiết lập. Bên cạnh chuẩn kết nối đa kênh không dây, điểm cộng của ba mẫu loa mới này chính là ở thiết kế giản dị mà tinh tế của nó. Biolat 18 được làm từ gỗ sồi cứng, chất liệu gỗ vừa mang lại cảm giác ấm áp cho căn phòng, lại tạo hiệu ứng âm thanh tốt. Biolat 19 lại là một chiếc loa trầm với khối đa diện 12 mặt, giúp truyền tín hiệu âm thanh đồng đều đến khắp căn phòng.